Những gì? Anh chỉ dạy cái chuyện. Ê, còn nhớ cái bài. Này làm tôi hả? Cái đường hồi bị đáng vậy? Trời trời trời. Trời hơi bị phương. Cuối cùng mà thì nó có hồng tử.
cậu. Ok là đồ mới, bài mới cũng xong luôn trong lòng phơi phới. Chưa cập nhớ chân. Cảm ơn cả nha. Thôi chị về nhà đi. Ê, đập đập mà ăn cái đó rồi, cậu nịt luôn á. Chị đập, ớt thịt mà ăn của tao. Rất là, mặt chân, con không bao giờ, đúng rồi.